Thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì Hà Nội đã qua 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Có lẽ rằng là khác với các đợt giãn cách lần trước, lần này chúng ta thường xuyên tiếp nhận các thông tin về xử lý xử phạt vi phạm hành chính. Các mức xử phạt được công bố rộng rãi ở những nơi công cộng. Và cùng với đó, những tuyến phố giáp danh giữa các quận, huyện đều có lực lượng liên ngành chốt trực làm nhiệm vụ. Vậy việc tăng cường xử phạt hành chính sẽ có tác động như thế nào đến việc thực hiện giãn cách xã hội của người dân? Và cùng với đó, ý thức người dân được nâng cao như thế nào sau những đợt siết chặt quy định phòng chống dịch? Và chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng Bộ Y tế. Và cuộc trao đổi này cũng sẽ khép lại chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hà Nội đang thực hiện chỉ thị 16. Theo quan sát và đánh giá của ông thì ý thức của người dân đang chấp hành như thế nào đối với chỉ thị này ạ? Qua theo dõi tình hình báo chí phản ánh cũng như là thực tế tôi chứng kiến thì tôi thấy là người dân Hà Nội chấp hành rất tốt các cái chỉ thị của chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia cũng như là của thành phố Hà Nội. Chúng ta thấy rằng khi mà thành phố Hà Nội có những cái quy định về giãn cách xã hội thì người dân lúc đầu cũng có thể có những cái xáo động, xáo trộn trong cái đời sống bình thường. Một số người thì cũng là bắt đầu đi mua gom tích trữ thực phẩm. Tuy nhiên ngày hôm sau thì chúng ta thấy là tất cả các hoạt động về phòng chống dịch tương đối tốt, và hiện nay chúng ta thấy rằng đi ra ngoài đường ấy thì chỉ có một số người có thể có những cái nhiệm vụ nhất định người ta đi ra đường, còn các cá nhân khác, thậm chí các cơ quan bây giờ cũng là cắt giảm số nhân viên, công nhân viên chức đi làm khoảng 50%. Với đợt giãn cách lần này thì Hà Nội đã tăng cường xử phạt hành chính, và điều dễ nhận thấy là qua các cái chốt kiểm soát rồi những các cái khu phố thì đều trưng những cái biển là các cái mức xử phạt. Vậy thì cái việc mà thắt chặt xử phạt hành chính này sẽ có tác dụng như thế nào trong cái việc răn đe và thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 16 ạ? Sử dụng các biện pháp hành chính, trong đó vấn đề về xử lý và về mặt kinh tế, đấy là một trong những biện pháp để giúp cho hạn chế những người ra đường. Quả thực thì trừ những trường hợp mà cần thiết phải ra khỏi nhà, ví dụ như là đi mua các cái nhu yếu phẩm, thực phẩm, cũng như là đi vào bệnh viện hoặc đi mua thuốc có lý do chính đáng. Còn đối với những cá nhân mà đi ra ngoài đường mà không tuân thủ tất cả các biện pháp 5K cũng như không có lý do đầy đủ, tôi nghĩ rằng là các biện pháp hành chính xử phạt bằng kinh tế theo cái quy định sạc đáng thôi. Dịch Covid-19 đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, nhưng mà có một thứ được bù lại, đó là ý thức phòng chống dịch của người dân được nâng cao lên rất là nhiều. Mà tiêu biểu ở đây là vấn đề thực hiện 5K. Vậy thì ông đánh giá sao về điều này ạ? Hiện nay hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất và dễ làm nhất, dễ thực hiện nhất, đấy là thực hiện biện pháp 5K. Và người dân được ý thức những vấn đề đó. Chúng ta đi ra ngoài đường, trước đây có thể có một vài cá nhân nào đó có thể không đeo khẩu trang hay là tụ tập chẳng hạn. Chúng ta thấy bây giờ người dân ra đường đều đeo khẩu trang. Và tôi cũng quan sát thấy là người dân, thí dụ đi đến các nơi công cộng mà có để sẵn các cái bình xịt khử khuẩn chẳng hạn, thì bao giờ người ta cũng thường xuyên dùng để khử khuẩn bàn tay, cũng như là giữ khoảng cách. Những cái đấy chúng ta thấy rằng là thời gian qua nhờ được cái vấn đề công tác truyền thông, đặc biệt là vai trò của báo chí. Với những diễn biến dịch phức tạp như hiện nay thì ông có thể cho biết là báo chí chúng ta nên tập trung vào tuyên truyền vào cái việc thông tin về những vấn đề gì ạ? Thì vai trò của báo chí rất lớn. Thứ nhất, đầu tiên là về tình hình dịch bệnh, về kể cả những vấn đề ca mắc mới, rồi các cái biện pháp, các cái chỉ đạo cập nhật thường xuyên liên tục, phản ánh những cái hoạt động rất tích cực, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ các cái lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu như là đội ngũ y bác sĩ đang ở các cái tâm dịch, cũng như đội ngũ công an, quân đội. Đặc biệt là tôi đánh giá cao bởi vì có những rất nhiều cái hình ảnh về nỗ lực của các cái lực lượng trong vấn đề tiếp tế,
hỗ trợ cho các cái tâm dịch, thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Và nhiều khi tôi thấy rằng có những người cứ nghĩ đấy là từ một cái việc rất nhỏ bé đẩy nó lên thành một vấn đề lớn, đấy không phải hoàn toàn phản ánh thực trạng. Do đó trong công tác truyền thông đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng là phối hợp với các cơ quan báo chí để làm sao đẩy được, lan tỏa được tất cả những thông tin tích cực, làm sao cho người dân an tâm, tin tưởng, tránh hoang mang, lo lắng. Do đó tôi mong muốn các cơ quan báo chí luôn luôn đồng hành với chúng tôi trong vấn đề về loại bỏ tất cả các cái tin đồn, tin thất thiệt và lan tỏa những cái thông tin tích cực để làm sao cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Suốt thời gian dịch COVID-19 diễn ra thì là cái quãng thời gian mà vất vả và bận rộn nhất của vụ truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế. Đặc biệt, một cái công việc rất là quan trọng của các ông đó là thống kê ca bệnh và phát hành những cái bản tin COVID-19. Và ông có thể chia sẻ với khán giả về điều này ạ? Chúng tôi có thể là cũng thể thức hôm, thức đêm với đồng hành với các anh chị phóng viên báo chí để chúng ta có những cái thông tin mới nhất, cập nhật nhất, phản ánh đến thực trạng của cuộc chiến phòng chống dịch. Nhưng mà so với những anh em ở cộng đồng thì cũng chúng ta cũng nói rằng là họ cũng là hy sinh hơn nhiều. Vì mặc một bộ quần áo bảo hộ trong 10-12 tiếng thường xuyên liên tục như thế rất là khó chịu ấy. Và họ vẫn làm việc bình thường. Nhiều khi tôi nhìn hình ảnh của các đồng nghiệp mà mệt lả, tranh thủ ngủ chợp mắt một tí, ngay cả vỉa hè, lề đường hay thậm chí hành lang của các cơ sở y tế, thấy cũng rất là chảnh lòng. Khi mà tiếp nhận những cái thông tin không khả quan như vậy và những cái con số hôm sau lại cao hơn hôm trước như vậy thì chắc hẳn là các ông có những cái tâm trạng đúng không ạ? Và ông có thể chia sẻ với khán giả về điều này ạ? Nói gì thì nói, khi thấy số ca mắc tăng lên, nghĩa là rất nhiều người đã nhiễm COVID. Một mặt ấy, thì chúng tôi đánh giá là sở dĩ có số ca cao đấy là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ đang ở nơi các cái tuyến đầu, người ta tăng cường xét nghiệm sàng lọc để phát hiện ra các ca mắc mới, để từ đó có các cái biện pháp kiểm soát ngăn ngừa và giúp cho chúng ta loại bỏ dần các cái ca ở trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm lây lan ra cộng đồng. Đó đấy là những mặt về tích cực. Tuy nhiên về mặt cá nhân tôi thì nhiều khi cũng thấy chạnh lòng, thấy buồn, bởi vì chúng ta chưa là kiểm soát được cái tốt các cái dịch bệnh. Nhưng mà trong thâm tâm tôi thì luôn mong muốn, và qua những số liệu của các đơn vị gửi về thì tôi thấy là dần dần thì các cái số ca tăng dần, nhưng mà đến một mức nào đó cũng chứng lại dần và sau đấy giảm dần, chắc chắn nó sẽ giảm. Bởi vì khi mà chúng ta triển khai các biện pháp quyết liệt, đặc biệt là thực hiện cái chỉ thị 16 giãn cách xã hội, thì số lượng người tiếp xúc với nhau hạn giảm đi, nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm xuống. Và khi đó nếu như chúng ta phát hiện các cái ca ở trong cộng đồng chẳng hạn, thì chúng ta đưa ra khỏi cộng đồng và đi cách ly, sau đấy chúng ta sàng lọc tiếp, để nếu như phát hiện được những ca đấy trong cộng đồng nữa thì nó sẽ giảm nguy cơ lây lan ra cộng đồng, và từ đó chắc chắn số ca giảm dần, tiến tới sẽ giảm dần.